Nhiều lúc mọi người cứ đùa rằng xe máy còn kinh quảng mất chứ ô tô ăn trộm thế nào được. Tuy nhiên, không lấy được cả chiếc thì ăn trộm sẽ chia nhỏ từng bộ phận để lấy. Mới đây, một chiếc ô tô đậu ngoài đường qua đêm đã gặp gỡ cái kết đáng buồn. Theo đó, chiếc xe này bị kẻ trộm giật mất hai chiếc bánh xe. Chúng kê gạt lên để xe không bị nghiêng và tháo cả hai bánh ngoài. Sáng ra chứng kiến chiếc xe như thế này chắc lái xe phải xót xa, đau khổ lắm. Ai mà ngờ được, chỉ một đêm sơ suất mà đã mất số tiền không nhỏ để thay bánh. Được biết, sự việc xảy đến ở Bắc Ninh. Chiếc ô tô bị mất cắp bánh xe. Đây có lẽ là lần sau cuối lái xe này đổ bên ngoài đường một cách hớ hinh như vậy vì bài học nhận về quá đắt rét mướt rồi. Dân mạng tỏ ra ngao ngán với màn ăn trộm này. Số khác lại coi như là một bài học kinh quản nghiệm trong việc bảo vệ tài sản.